ទស្សនកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីដោយទស្សនកជនទាំងឡាយបានដឹងនៅពិធីបុណ្យអអំបោះប្រណាំងទូកងោឆ្នាំ2019កន្លងហើយជើងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពិធីប្រណាំងមានលក្ខណៈទូទាំងតំបន់ជាមួយតំណាងទូកឆ្នាំមកពីបណ្ដាខេត្តជាមិត្ត មាន 59 ក្រុមទូកចូលរួមក្នុងនោះវិញ្ញាសាប្រឡងរបស់បុរសមាន 47 ទូករបស់បណ្ដាខេត្តបាក់លាវកាម៉ៅហូយ៉ាងគៀងយ៉ាងយិនឡុងចៃយិននិងម្ចាស់ផ្ទះសុកចាំង ចាអាចនិយាយថារាល់ភូមិភាគចាត់មកទីនេះក្រុមទូកលេខ1របស់ខ្លួនដើម្បីប្រឡងប្រជែងចាប៉ុន្តែបដិក្រតទាំងអស់ក្រុមទូកងើវត្តពងទឹកចាស់ខុំថាន់តឹងស្រុកថាន់ត្រីមានស្នាដៃឆ្នាំដំណាំរង្វាន់ជើងឯកចាពិសេសទៀតនេះជារង្វាន់ជើងឯកក្នុងពិធីបុណ្យអអំបុកសុកចាំងជាលើកទី2របស់ក្រុមចាឥឡូវយើងខ្ញុំក៏រួមគ្នាពិនិត្យឡើងវិញដំណើរដណ្ដើមពានជើងឯកពោពេញដោយតម្លៃថ្លៃថ្នូរនេះរបស់ពងទឹកចាស់ឆ្លងតាមរង្វា
ទីមួយមកអំពីស្រុកចៅថាន់ឯគូប្រគួតបន្តគឺរវាងទង្វើវត្តពងទឹកចាស់ដែលជាទូកដាក់សាពានរង្វាន់ទៀងឯងបិណ្ឌអកបុក Và với chiến thắng vừa rồi thì ô chung của Ngã Năm cũng cầm chắc chiếc vé đi tiếp vào giai đoạn 2 với hai chiến thắng liên tiếp. Điều này cũng gần như tương tự với nhà đương kim vô địch của chúng ta, Phong Tức Chắc đang ung dung để có chiến thắng thứ hai. Phong Tức Chắc các tay dầm của Phong Tức Chắc vẫn nhẹ nhàng thường thấy nhưng ghe thì vẫn dung dút. Các anh đang làm quá tốt cái chiến thắng thứ hai của mình, một chiến thắng với cách biệt khá là xa trước đầu xấu của Bạc Liêu. Như vậy ở bảng này cũng ngã ngủ, hai chiếc vé đi tiếp đã thuộc về ô chung của Ngã Năm và nhà đương kim vô địch Phong Tức Chắc. ទង្វើវត្តក្បាលក្រពើខេត្តបាក់លាវលទ្ធផលទង្វើវត្តក្បាលក្រពើបានយកឈ្នះលើក្រុមទង្វើវត្តកំពង់ត្រាប់ទី1ឯគូប្រកួតបន្តគឺរវាងទង្វើវត្តអូជុំអារ៉ាមព្រៃជែកជួបជាមួយនឹងទង្វើវត្តពងទឹកចាស់ស្រុកសន្ទ្រីបើតាមយ៉ាងឃើញគឺថាទង្វើវត្តពងទឹកចាស់បានផ្ដាច់យ៉ាងឆ្ងាយចំពោះទង្វើវត្តអូជុំអារ៉ាមព្រៃជែកទីរំខេត្តកណ្ដាលបើយើងចង់តសែកុំ đến với trận đấu thứ hai bất ngờ, nhà vô địch Phong Tức Chắc sẽ bơi bên đường bờ số 1 đang dẫn trước chiếc ô chung của Ngã Năm. Tuy nhiên đây là trận đấu chỉ mang tính chất là tranh vị trí nhất bảng G và nó đã thuộc về chiếc Phong Tức Chắc của Thành Trị. Ai cũng bật gót đại cầm bông tay đầm nào cá cưa rồi quen tục ngô What Phong Tức Chắc đây chỉ tục trận đập thân nắc lên mũi năm bị bòn đắp làm bay ជួបជាមួយនឹងទង្វើវត្តព្រែកបន្ទងបាទទូកតាំងពីនេះដែលតាមបាយតម្លៃថាជាក្រុមទូកចំណាប់ខ្លាំងរបស់ខេត្តទៅបីក្នុងឆ្នាំ2013ទង្វើវត្តព្រែកបន្ទងមិនឈានចូលក្នុងរង្វង់ពួនទូកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទង្វើវត្តព្រែកបន្ទងក៏ថិតក្នុងរង្វង់ចំណាប់ខ្លាំងរបស់ខេត្តលើកនេះវត្តតាំងពីបានជួបគ្នាក្នុងរង្វង់30ពីរទូកយ៉ាបីយើងតាដើរនឹងនឹងគីមយូដិតភុងទឹកចាក់ក៏សាទុនទឹកថាន់ជី đội game mà từ năm 2011 đến giờ chưa một lần bị đánh bại bất cứ giải đấu nào họ tham gia và đang là nhà đương kim vô địch. Một thành tích mà không dễ gì có những đội ghe ở Sóc Trăng có được, ngoại trừ thời của Tam Sóc, Xẻo Me, Bốn Mặt. Và sau thời kỳ đó thì chúng ta có thể nói Phong Tức Chắc là đội ghe như vậy. Từ năm 2011 sau chức vô địch Festival Lúa Gạo lần thứ 2 sau khi chiến thắng Càng Long ngay trên dòng sông này, thì từ đó đến nay Phong Tức Chắc chưa bao giờ bị đánh bật ra khỏi top 3 ở bất cứ một giải đấu nào họ tham gia.
Thành tích này có thể sánh với Càng Long của Trà Vinh, nhưng Càng Long thì có một cái chuỗi dài hơn. Càng Long xuất hiện trên đường đua từ năm 2000. Và từ năm 2000 đến nay thì Càng Long chưa bao giờ bị đánh bật khỏi top 3, còn Phong Tức Chắc của chúng ta là từ năm 2011. Và bây giờ thì nhà đương kim vô địch dễ dàng lọt vào vòng 16 đội mạnh. Đội khách trong trận lượt ប្រកួត này dân bạn cầm phong tốt sana cứ rèn tục ngoa vạt phong tức chắc để chỉ tục chua chạm nạp thác liệt nuôi bắt nó cầm bọc năm 2018 mà đong tiết cầm tục ngoa vạt phong tức bàn bằng hành thôi đây đầu bạc luôn dục khách lượt cầm tục ngoa vạt break bình tuông. Còn bây giờ trở lại với cuộc đấu đang diễn ra trước mắt chúng ta, nhà đương kim vô địch Phong Tức Chắc số 33 trong trang phục rất là quen thuộc, một màu vàng rực rỡ bơi bên phải màn hình. Đây là Phong Tức Chắc của xã Tân Tức Thành Trị. Và như thường lệ, mặc dù đối thủ là Tam Sóc 2, nhưng nhà đương kim vô địch hiện thời cũng đang dẫn trước khá xa. Một trận đấu khá là nhàn nhã nữa của nhà đương kim vô địch Phong Tức Chắc, xã Tân Tức, huyện Thành Trị. Hai chiếc ghe của Thành Trị đều đã vào 8 đội mạnh, và tôi nghĩ rằng sẽ không có bất ngờ nào có thể cản được Phong Tức Chắc ở thời điểm này. Đội ghe với trang phục màu vàng, nhà đương kim vô địch của chúng ta vẫn đang rất là thanh thoát trong từng nhịp bơi của mình. Nhẹ nhàng để đưa ghe về đích. Phong Tức Chắc đang tiếp tục thẳng tiến với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch của mình. Ba đội ghe của Thành Trị đều thể hiện một phong độ rất là tốt ở giải năm nay. Có một điều rất là tiếc, ở giai đoạn tứ kết, hai ghe của Thành Trị là Ông Khoi và Lộ Mới phải gặp nhau. Và bây giờ thì chiến thắng của nhà đương kim vô địch Phong Tức Chắc. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ là nhà đương kim vô địch của chúng ta, Phong Tức Chắc của Tuân Tức Thành Trị số 33, bơi đường bơi số 2 mà chúng ta dễ dàng nhận ra với trang phục màu vàng. Đối thủ của Phong Tức Chắc Thành Trị trong trận đấu này là Băng Cốc của Mỹ Tú số 13, bơi bên phía khán đài. Băng Cốc trong trang phục màu đỏ, nhà đương kim vô địch trong trang phục màu vàng. Chúng tôi xin nhắc lại, ở trận bán kết đầu tiên, Lộ Mới mặc dù đầy tham vọng ở giải năm nay trở lại với chiếc ghe đóng mới nhưng vẫn không thể vượt qua được Ông Kho. Ở trận thi đấu thứ hai, Càng Long của Trà Vinh vẫn đang thể hiện một phong độ rất là tuyệt vời. Đội ghe đến từ ngôi chùa Visayavararam của huyện Càng Long vẫn thể hiện một phong độ như 4 năm về trước và xa hơn nữa là 6 năm về trước. 2013 Càng Long đến đây giành chức vô địch, 2015 Càng Long đến đây lại giành chức vô địch, và bây giờ là 2019 đã vượt qua hai chiếc ghe mạnh của Mỹ Xuyên nói riêng cũng như là làng ghe ngòi Sóc Trăng nói chung, Trà Cuông và mới đây nhất là Diamond Bull. Bây giờ chúng ta xem nhà đương kim vô địch Phong Tức Chắc của Thành Trị gặp Băng Cốc của Mỹ Tú. Phong Tức Chắc trong trang phục màu vàng. Bơi đường bơi số 2, đây là nhà vô địch của chúng ta, thì trên màn hình chúng ta thấy một lần nữa, nhà đương kim vô địch vẫn đang thể hiện một phong độ rất là tốt. Băng Cốc không phải là yếu nhưng Phong Tức Chắc thì vẫn đang dẫn trước. Tuy nhiên khoảng cách vẫn còn khá xa thưa quý vị và các bạn. Bây giờ thì rõ ràng chúng ta thấy nhịp bơi của các nhà đương kim vô địch cũng không lấy gì làm vội vàng lắm. Nhà đương kim vô địch của chúng ta vẫn thông thả sau khi đã dẫn khá xa đối thủ. Đích đến thì ngày càng gần. Phong Tức Chắc, Băng Cốc của Mỹ Tú, nhà đương kim vô địch luôn như vậy trong một màu vàng rực rỡ, đang tiến dần vào top 4 đội mạnh. Điều này thì càng ngày càng hiện hữu thưa quý vị và các bạn. Nhà đương kim vô địch đang nhịp nhàng đưa ghe mình qua đích đến, Phong Tức Chắc. Và đây chúng ta cùng chờ đợi giây phút chiến thắng của Phong Tức Chắc. Như vậy tiếp tục đi tiếp vào 4 đội mạnh là Phong Tức Chắc. ទាំងឡាយជាទីមេត្រីដូច្នេះលទ្ធផលទង្វើវត្តពិសីវរារាមបានរកឈ្នះលើក្រុមទង្វើវត្តអង្គរនេះជាគូប្រកួតទី2ក្នុងរង្វង់ពាក់កណ្ដាលប្រែកបាល់រវាងទង្វើវត្តពងទឹកចាស់ជាមួយនឹងទង្វើពោធិ៍សាធារាមសង្កាត់លេខ7ទីស្រុកទីក្រុងសុកចាំងបើតាមយើងឃើញតែទង្វើវត្តពងទឹកចាស់ដូចជាមានព្រៀបផ្ដាច់ឆ្ងាយចំពោះទង្វើវត្តពោធិ៍សាធារាមដើម្បីឈានចូលប្រកួតផ្ដាច់ប្រត់ជាមួយទង្វើវត្តពិសីវរារាមខាងឡើង Thưa quý vị và các bạn, đây là trận bán kết 2 và trái ngược với sự sôi động của trận bán kết 2 là trận bán kết 1
bảng bán kết 2 đang diễn ra khi mà nhà đương kim vô địch Phong Tứ Chắc đang dẫn trước so với Potisararam của thành phố Sóc Trăng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy một lần nữa Phong Tứ Chắc bước vào chung kết, và lần này đối thủ của Phong Tứ Chắc là Càng Long. Một trận đấu cũng đầy duyên nợ giữa Phong Tứ Chắc, một đội ghe của Sóc Trăng, và Càng Long của Trà Vinh. Còn Potisararam sẽ vào tranh hạng 3 cùng với ông Kho. Tôi xin được chân tặng lại cho tim mặt trời đội chiến lược và quốc bạch trình dốc vòng quan lịch bay nông vị tí bắt đọc bọc năm vi phòng đọc rộng buồn là tập phá tụng hồ nở lên đèn xây ông kho bàn dốc chiến lược trong tụng hồ vọt bộ sở thái ram sẵn cắt lịch rập phí tí krong sọc chăng anh đi chức vụ quốc trong cơ bằng hóa nông vị tí quốc nông chiến năm vi phòng đọc rộng buồn rô vên tụng hồ vọt bộng tập cha nâng tụng hồ vọt vi xây bà ram Càng Long. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ là trận đấu mà chúng ta rất là chờ đợi, trận đấu cuối cùng của một mùa giải, trận đấu được chờ đợi nhất của cục một giờ về mùa giải, trận đấu một năm mới diễn ra một lần, đó là trận chung kết của ốc bóng Sóc Trăng, và trận chung kết diễn ra giữa Càng Long của Trà Vinh gặp Phong Tứ Chắc của Thành Trị. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta dễ dàng nhận ra Càng Long trong trang phục màu xanh, Phong Tứ Chắc trong trang phục màu vàng. Phong Tứ Chắc bơi bên trái màn hình, Càng Long bơi bên phải màn hình, và với thiết bị lay cam lấy hình từ trên cao của chúng ta thấy rõ ràng Phong Tứ Chắc đang dẫn trước Càng Long. Thưa quý vị và các bạn, Phong Tứ Chắc đang dẫn trước Càng Long. Phong Tứ Chắc của Thành Trị, nhà đương kim vô địch ốc bóng Sóc Trăng 2018, đang dẫn trước đội ghe hùng mạnh đến từ tỉnh bạn Trà Vinh, đến từ ngôi chùa Visayavararam. Phong Tứ Chắc đang dẫn trước, nhưng chúng ta nhớ rằng Càng Long là nước rút tuyệt vời. Chúng ta nên nhớ rằng nước rút của Càng Long rất là tuyệt vời. Và chính vì nước rút tuyệt vời đó mà Càng Long đã vượt qua ông Kho trong trận bán kết. Chúng ta thấy trận bán kết thứ nhất, hai đội rất là so kè. Có lúc là ông Kho dẫn trước, nhưng cuối cùng Càng Long tung nước rút và thắng ông Kho. Nhưng bây giờ Phong Tứ Chắc là dẫn khá xa, thưa quý vị và các bạn. Nhưng khoảng cách này vẫn còn, mọi điều vẫn có thể xảy ra. Hiện tại thì Phong Tứ Chắc đang dẫn trước Càng Long. Phong Tứ Chắc đang dẫn trước Càng Long, thưa quý vị và các bạn. Chúng ta thấy rõ ràng đội ghe trong trang phục màu vàng bơi bên trái màn hình số 33 chữ Phong Tức đang dẫn trước đội ghe số 45 trong trang phục màu xanh. Phong Tứ Chắc vẫn đang dẫn trước Càng Long, thưa quý vị và các bạn. Phong Tứ Chắc hiện nay vẫn đang dẫn trước Càng Long. Hai đội đang tiến dần về đích. Và với những gì đang diễn ra, chúng tôi nghĩ rằng năm nay cúp vô địch sẽ thuộc về Sóc Trăng. Với những gì đang diễn ra, cúp vô địch sẽ thuộc về Sóc Trăng. Chúng tôi xin chúc mừng. Như vậy là Phong Tứ Chắc của Thành Trị đã giành chức vô địch ốc bóng Sóc Trăng 2019, thưa quý vị và các bạn. Như vậy là Phong Tứ Chắc đã giành chiến thắng trước Càng Long trong trận đấu sau cùng, trận đấu quyết định của cả một mùa giải. Chức vô địch đã thuộc về Phong Tứ Chắc của Thành Trị Sóc Trăng. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Kính mời ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Và kính mời bà Gu Kim Xuyến, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Hậu sẽ lên trao thưởng cho các đội. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng rằng thành quả của đội ghe là sự chung sức chung lòng của cả cộng đồng, của bổn chùa, chính quyền địa phương, bà con làng xã. Trong đó là sự nỗ lực tuyệt vời từ lúc tập luyện cũng như khi thi đấu của các tay bơi, những vận động viên xuất sắc của chúng ta. Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời anh Liêu Phải, đại diện cho toàn thể huấn luyện viên, vận động viên đội ghe ngo chùa Bông Tức Chắc sẽ lên sân khấu phát biểu. Kính thưa quý lãnh đạo các cấp,
các ngành, kính thưa các vị sư sãi, kính thưa các mạnh thường quân và kính thưa toàn thể bà con. Trong khi tưng bừng phấn khởi và đầy xúc động này, trước tiên tôi xin thay mặt ban huấn luyện và hơn 100 vận động viên gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với lãnh đạo, sư chủ trì, các mạnh thường quân và toàn thể với bà con đã tạo nhiều điều kiện cho chúng tôi được tham gia ngày hội đua ghe ngô truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer và đã được thành tích tuyệt vời, cũng như đem lại niềm vui rộn ràng cho bà con trong phun sóc như ngày hôm nay. Kính thưa quý lãnh đạo, các chị sư sãi, kính thưa tất cả quý bà con, trước khi tham gia ngày hội đua ghe ngô đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư năm 2019, trong ban huấn luyện và các anh em vận động viên chúng tôi có nhiều sự lo lắng không biết có giữ vững được thành tích như năm trước hay không. Vì quy mô giải đua ghe ngô năm 2019 là lớn hơn, có đội ghe tham gia nhiều hơn, các đội ghe có sự chuẩn bị tốt hơn và đội ghe nào cũng muốn đánh bại nhà đương kim vô địch Phong Tất Chá, đặc biệt là có sự tham gia đội ghe mạnh nhất của các tỉnh bạn. Nhưng bằng sự quyết tâm, sự đoàn kết nhất trí cao trong ban huấn luyện và toàn thể vận động viên, nhất là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, ủy ban nhân dân các xã và hỗ trợ của thợ đóng ghe, cùng với dịp áp dụng chiến thuật một cách hợp lý, chúng tôi đã biến thành lo lắng đó thành sức mạnh vô địch, quyết đấu giành thắng lợi từng trận một để rồi đưa ghe Phong Tất Chá lại được đứng ở bậc cao nhất trong mùa giải đua ghe ngô năm 2019. Để mừng thành tích và chiến công ấy, xin quý lãnh đạo, các mạnh thường quân và các quý bà con cho một tràng pháo tay. Kính thưa quý lãnh đạo, các vị sư sãi, kính thưa các mạnh thường quân và kính thưa quý bà con, để duy trì được sức mạnh của đội ghe như để giữ được thành tích cao trong những năm tiếp theo, tôi xin thay mặt toàn thể vận động viên, chúng tôi rất mong quý lãnh đạo, các mạnh thường quân luôn quan tâm giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho anh em vận động viên chúng tôi có điều kiện tham gia và ổn định đội hình đội ghe. Trước khi dứt lời, tôi xin thay mặt ban huấn luyện toàn thể vận động viên, tôi xin hứa với quý lãnh đạo, sư chủ trì và toàn thể với bà con, đội ghe Phong Tất Chá sẽ luôn chấp hành tốt sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp các ngành của địa phương, tích cực tiếp thu sự đóng góp ý kiến của quý bà con, đoàn kết nhất trí, một lòng thi đấu quả cảm và quyết tâm giữ vững thành tích ghe ngô chùa Phong Tất Chá trong những năm tiếp theo. Cuối lời, một lần nữa tôi xin cảm ơn quý lãnh đạo, sư chủ trì, các mạnh thường quân, thợ đóng ghe và toàn thể quý bà con. Chúc quý bà con và các mạnh thường quân có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và hưởng trọn niềm vui trong ngày lễ mừng công hôm nay. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn anh Lưu Phải. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu, đến chung vui với buổi lễ ngày hôm nay có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo địa phương. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Sơn Sương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thành Trị lên sân khấu có đôi lời phát biểu ạ. Cha tôi xin được chôn tiếng lại chia tí mê trầy đôi dân trong ban ước tức sinh niệm phi đồng bốn cho ruộng các sạp bài cho mỗi bóng bộ ôn kê la co dân thay lý miên bà nà xa mà mật thân được nòm phố mỹ thiệt dân chúng có xâm cổ rộp anh chênh lục xương xướng anh ưu thiên bà trăm ca kê nè kà mát tì ca bà chê chân sốc thành trí miên việt cha phá nhạc đoàn bóng bộ ôn kê la co chân nam rộp bà dân nóng thay lý cha xâm cổ rộp anh chênh. Kính thưa quý lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành tỉnh, lãnh đạo các ban ngành huyện ủy, ủy ban dân huyện, kính thưa thượng tọa, sư sãi, ban quản trị chùa, toàn thể bà con Phật tử cùng toàn thể vận động viên, trong không khí thật vui tươi phấn khởi của ngày lễ mừng công đội ghe ngô chùa Phong Tất Chá đạt chức vô địch nội dung đua ghe ngô lễ hội Ốc Âm Bốc đua ghe ngô lần thứ tư khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019, thay mặt cho huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin biểu dương và chúc mừng đội ghe ngô của chùa Phong Tất Chá đã giành chức vô địch trong mùa giải năm 2019. Kính thưa quý đại biểu, trong một năm thì đồng bào dân tộc Khmer có nhiều cái lễ hội truyền thống đậm sắc, mang đậm bản sắc dân tộc như Chôn Sa Nam Thơ Mây, lễ Sa Nôn Ta và lễ hội Ốc Âm Bốc đua ghe ngô hàng năm. Thì lễ hội Ốc Âm Bốc đua ghe ngô là lễ hội có ý nghĩa tạ ơn thần mặt trăng
tám ban mưa thuận gió hòa, vạn vật tươi tốt, được mùa, dân làng được ấm no hạnh phúc. Theo đó, đua ghe ngò là một trong những hoạt động hấp dẫn không thể thiếu trong lễ hội. Bởi vậy là môn thể thao mang tính tập thể, tinh thần đoàn kết cao, hấp dẫn, lôi cuốn cả cộng đồng cùng tham gia trong các lễ hội dự hòa. Để bảo tồn và phát huy môn thể thao đua ghe ngò trong những năm qua, thì huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện luôn quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chùa tham ở địa phương tham gia lễ hội đua ghe ngò hàng năm tổ chức tại Sóc Trăng. Đồng thời qua đó nhằm tôn vinh và biểu dương những nét đẹp truyền thống văn hóa đậm mang đậm nét dân tộc của đồng bào dân tộc Khmer. Kính thưa quý vị đại biểu, chùa Bông Tất Chá là một trong những ba chùa của huyện Thành Trị có ghe ngò tham gia lễ hội Ốc Ông Bốc hàng năm. Trong đó có năm lễ hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư năm 2019. Trong những năm qua, đội ghe ngò của chùa Bông Tất Chá đã đạt được nhiều thành tích, cụ thể như từ năm 2011 cho tới nay thì đội đã đạt các thành tích như 2 giải 3, 3 giải nhì và 4 giải nhất. Từ đó đã tạo điều kiện, đã tạo được cái phong cách, dấu ấn, hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ. Chúng tôi vô cùng trân trọng và những nghị lực và tinh thần của các huấn luyện viên, vận động viên đã cống hiến theo đuổi niềm đam mê của mình để làm sao tạo điều kiện cho cái truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer ngày càng phát triển. Với tinh thần nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao, đảng ủy, ủy ban, nhân dân của xã cũng như sư sãi, ban quản trị, đồng bào Phật tử và toàn thể lực lượng vận động viên trong mùa giải lễ hội Ốc Ông Bốc đua ghe ngò năm 2000 lần thứ tư năm 2019. Lần này với lòng đam mê môn thể thao truyền thống, đội ghe ngò Bông Tất Chá đã bước lên bục vinh quang cao nhất, đạt chức vô địch. Kết quả này cũng thật xứng đáng và không phụ lòng tin của lãnh đạo Mạnh Thường Quân và ở trong và ngoài địa phương cùng toàn thể bà con Phật tử Bổn Sóc ủng hộ tinh thần về cả vật chất và cái tinh thần. Với những cái kết quả đạt được ngày hôm nay thì thay mặt chủ quyền quỹ, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thành Trị, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các vận động viên, sư sãi, ban quản trị chùa Bổn Tất Chá đã cố gắng thi đấu hết mình để mang danh dự về cho chùa và địa phương. Với nhiệt huyết và của mình, mong rằng các vận động viên, ban huấn luyện viên, ban tổ chức đội ghe ngò hãy cố gắng phát huy hơn nữa thế mạnh của mình trong thời gian tới, đồng thời nỗ lực chăm lo lao động, tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương Thành Trị ngày càng giàu đẹp để góp phần tích cực việc bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc của đồng bào dân tộc Khmer. Một lần nữa tôi xin chúc mừng chiến thắng của đội ghe Bông Tất Chá. Xin chúc sức khỏe quý vị lãnh đạo còn toàn thể các vận động viên và đồng bào Phật tử được hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Tôi xin được tiếng lại chia tí mê trầy xin đại được bác cầm tục ngờ vọt tổ bông tực chá sọc thần trí bất chí ở cha trái tế cha cha bàn tỏ bàn tỏ bí lớp tàn đàm bàn biết rung quan chương ếch ở ông bọc sọc trăng cha chưa bị xây tiết rung quan lịch mùi chương ếch nơi ở ông bọc cho năm bí bọn đập rung buồn cần lòng hời bất chí mô tận nạ bất chí mô tận nạ mên tên cha giang ở cha bất ní chí rung quan bòm bẹ tu tiếng đàm bòn chưa mối đàm nàng tu chân âm nên nếu mô bí bàn đạc hết chưa mệt chá đam bay cắt sầm cò cầm lăng cúp vòi thầm thèn prom tiếng ngay sát sa sanh đại không prang rồi bảo bằng bồn chá thân đặc nom khai nâng thân đặc nom sốc cầm miền âm nào chia tràn chún đào cầm chá ngay sau đây xin trân trọng kính mời ông Lâm Hoàng Nghiệp, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tặng một phần quà của ủy ban dân tỉnh và 50 triệu đồng tiền thưởng, và xin trân trọng kính mời thượng tọa Lý Hải, chủ trì chùa Bông Tất Chá lên sân khấu nhận thưởng ạ. Cha, dân chia bạch thấm, dân chúng có xôm cổ rộp anh chênh lục Lâm Hoàng Nghiệp, Anu Prathien, Kanh Nga Matika, Prachy Chun Khét, Lang Chun, Rung Văn Sa Sa, Ha Sập Liên Đông, Đào Vọt, cha. Dân chúng có xôm cổ rộp nị môn, Prae Opi Chia Li Hai, Prae Chai Atika Vọt, Phong Tực Chác nị môn, Lang Vết Tị Cá, Tổ Tù Rung Văn, Rung Bát Thân Đức Nóm Khét, Nâng Sọc Cha, xôm cổ rộp nị môn. Cùng vỗ tay thật lớn để chúc mừng ạ. Xin cảm ơn ông Lâm Hoàng Nghiệp và xin mời thượng tọa Lý Hải nán lại sân khấu ạ. Tiếp tục chương trình xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoàng Lộc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Thạnh Trị,
sẽ lên tặng thưởng 30 triệu đồng cho đội ghe. Và cha bản tọa một tiệt chương chúng có sớp cơ rộp anh chơi lúc Nguyễn Hoàng Lộc lê khá bác biệt sọc thành trí chung rục vọn đầm lầy xam sắp liên đóng đào vọt cha. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Lộc, xin cảm ơn thượng tọa Lý Hải. Cha bản tọa một tiết dân chúng có sớp cơ rộp anh chơi lục nguyên văn bốn sa mạc chất bắc cập hiện khét nơi giữa thành vật chủ tư rửa sọc trắng chung nô mốc cam áp bị ban nơi giữa chất thành vật chủ tư rửa sọc trắng có miền âm nào chun đào bong bồn cầm tục ngô vọt bông tật trà trà sớm cơ rộp anh chơi. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Bốn, tỉnh ủy viên, giám đốc đài phát thanh truyền hình tỉnh Sóc Trăng, đại diện cho cán bộ công chức viên chức của đài sẽ có phần quà gửi đến đội ghe chùa Bông Tức Chắc. Cha dân nhóm co sôm cơ rộp nị môn bà ốc bà chìa lý hái tổ tố âm nói rộp bà nè ốc bà thòm cha sôm cơ rộp nị môn. Xin mời thượng tọa Lý Hải sẽ lên sân khấu để nhận phần quà từ đài phát thanh truyền hình tỉnh Sóc Trăng ạ. Xin cảm ơn ông Nguyễn Công Bốn. Cha có cho ruộng sập bài ngày đi, cầm hồn phiêu hồn chi prick bình điện, ông cấp phía tàng sao chọp chất sân chia môi cắt sẻ cò, xong khánh cư tàng bà kia sma chia môi bong bồn cầm tục ngờ vọt bồn tật chá, khăn ông tuôn nè ti chia nè ô bật thấm, bọn tò miên âm nói bà kênh đào vọt cha, nụ cứ cảnh chấp hòa lật, sâu vây chá lát ở ruộng miền, chi prick nâng bà đào vị thiên nạc ca hòa lật, xong đầu xong rập chia môi ca, bài bút ạc thiệt cha. Cùng có mặt trong ngày vui hôm nay thì công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đơn vị luôn gắn bó thân thiết với nhà nông, đặc biệt là luôn sát cánh với anh em đội ghe chùa Bông Tức Chắc trong vai trò là nhà tài trợ, tiếp tục có nghĩa cử dành cho chùa, đó là gói canh tác lúa thông minh bao gồm phân bón và các giải pháp canh tác nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Cha dân chúng có sớm cơ rộp anh chơi lột Ngô Ngọc Mỹ, Nhi Dựa Rồn, Marketing, Chi Prích Bình Điền, đồng nàng cầm hôn Bình Điền, chun canh chóc hoa lịch sơ vây chạc, cha sớm cơ rộp anh chơi. Kính mời ông Ngô Ngọc Mỹ, Phó Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền lên trao tặng gói canh tác lúa thông minh. Xin được cảm ơn ông Ngô Ngọc Mỹ. Rộm sập bài khnông thay nị đá nẹt sợi khâu kim xuyến nị dục cầm hôn tình lệ hồ bia Sài Gòn chun rồi ha sắp thùng bia ai bon bon cái là cò dân cha. Và góp phần trong ngày vui hôm nay thì bà Khu Kim Xuyến sẽ đại diện công ty bia Sài Gòn Sông Hậu sẽ tặng 150 thùng bia Sài Gòn cho các vận động viên huấn luyện viên đội ghe. Và xin mời đại diện cho đội ghe lên nhận ạ. Xin được cảm ơn bà Khu Kim Xuyến. Kính thưa quý vị, trong ngày vui hôm nay thì anh Vọng đã vận động được hai công ty, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Tâm Sóc Trăng 10 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Việt Âu Đồng Nai 10 triệu đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện vận động viên và anh Vũ lên sân khấu nhận thưởng ạ. Xin mời anh Vọng lên sân khấu để trao thưởng. Kính mời. Cùng vỗ tay để chúc mừng ạ. Xin cảm ơn anh Vọng. Kính thưa quý vị, tiếp theo là phần trao giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Trị với các tập thể và cá nhân có tên sau. Xin mời tập thể đội ghe chùa Bông Tức Chắc. Xin mời đại diện tập thể ban tổ chức ghe ngò chùa Bông Tức Chắc. Xin mời đại diện tổ kỹ thuật hậu cần. Xin mời đại diện tổ kỹ thuật cần câu. Và xin mời đại diện các doanh nghiệp, các mạnh thường quân ủng hộ có tên cùng bước lên sân khấu. Đại diện công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh phân bón Bình Điền 2, đại diện công ty Kim Âu Long thành phố Hồ Chí Minh, đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đại diện công ty doanh nghiệp tư nhân Tuấn Khanh, công ty thiết kế đầu tư xây dựng 926, công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa Nông Lúa Vàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hữu Tây. Và xin mời các cá nhân có tên cùng bước lên sân khấu. Xin mời anh Liêu Phải, xin mời Trần Xà Ranh, Mai Minh Đan, Thạch Son và Lâm Xà Giang.
Xin được trân trọng kính mời ông Trương Vũ Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trị lên sân khấu để trao thưởng giấy khen. Trân trọng kính mời. Cùng vỗ tay để chúc mừng ạ. Xin trân trọng cảm ơn ông Trương Vũ Phương. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình xin được trân trọng kính mời ông Sơn Sóc Hiên, trưởng ban quản trị chùa Bông Tức Chắc Thạnh Trị lên sân khấu có đôi lời phát biểu ạ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị lãnh đạo các cấp, kính thưa toàn thể đại biểu, ban tổ chức, vận động viên, đội ghe ngò chùa Bông Tức Chắc cùng toàn thể Phật tử gần xa. Tôi xin được đại diện cho nhà chùa, ban quản trị xin ghi nhận những lời phát biểu quý báu của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trị nhằm để thực hiện tốt hơn những năm tiếp theo cho các mùa giải những năm sau. Thay mặt cho nhà chùa, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị chư tôn đức, quý vị lãnh đạo đã nhiệt tình quan tâm tranh thủ thời gian đến dự lễ mừng công cùng chia sẻ niềm vui cùng với đội ghe chùa Phong Tức cha chúng tôi. Xin cảm ơn đến đài truyền hình Sóc Trăng đã thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp về buổi lễ và tặng quà lưu niệm của cán bộ công nhân viên chức của đài đến đội ghe. Xin cảm ơn đến quý vị cổ động viên gần xa đã ủng hộ đội ghe, nay đã có nhiều quà tặng cho ban tổ chức đội ghe. Tuy rằng thì các mạnh thường quân mình không có thời gian để mà tặng quà trực tiếp ở đây thì cũng có đã gửi tặng quà cho ban tổ chức. Xin cảm ơn đến tất cả bà con, cán bộ, viên chức, quý thầy cô, các trường, quý vị lãnh mạnh thường quân đã nhiệt tình giúp đỡ cho đội ghe, kể cả mặt tinh thần và vật chất, giúp cho đội ghe chúng tôi đủ điều kiện tham gia mùa giải đạt thành tích xuất sắc năm 2019 này. Nhà chùa xin hứa sẽ phối hợp tốt hơn nữa cùng với chính quyền các cấp để ổn định đội ghe tham gia tốt cho những mùa giải tiếp theo. Về vận động viên và huấn luyện viên cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa về sự đoàn kết gắn bó và ra sức tập luyện tốt hơn để những năm mùa giải sau luôn giữ vững thành tích cao quý này. Cuối lời, tôi xin gửi lời chúc đến tất cả chư tôn đức, quý vị và gia đình có nhiều sức khỏe và thành đạt. Xin chúc mừng đội ghe chùa Phong Tức cha. Xin cảm ơn. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể quý vị, chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng lễ mừng công đội ghe ngò Nam chùa Bông Tức Chắc giành chức vô địch trong lễ hội ấu bốc đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng lần thứ tư khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý lãnh đạo, quý đại biểu đã dành thời gian đến tham dự. Chúc tất cả sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trân trọng kính chào. Cha, công việc thi tu rồi tôi sai bàn tập tòa robot thành đi vật chủ tu rồi tôi sọc trắng. Bị thi ông nó cầm tu ngờ vật bồng tận chắc không thành tầng sọc thành trí tất tận đam bàn biên rung quan trường ấy. Nơi bị thi bồng ông bóc ra năng tu ngờ sọc trắng lớp tì buồn. Đam bàn vi rếp tân lây cụ lòng chứ năm bì buồn đọc rằng buồn. Mọc đào bền đi sân ở mặt chọc tế bần này. Xô cơ rộp lìa.